chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vào vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng kim chỉ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng hạt chữ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Thôi đừng rơi vì ai nữa, thôi đừng. Hai mày đâu mà hai mày? Đây đang sạc máy này, một lúc nữa nó lên pin lại quay này. Ô, đâu này? Ba máy đây. Nó đang hết pin đây này. Ôi, lúc nãy em mở máy lên em không, em xem máy nào cũng đầy, mỗi máy này em lại không xem mấy ghê. Đây máy chồng. Nhưng mà sao cái máy này, hôm qua sạc không vào sao ấy? Em mới sâu cay là nghĩ là cái máy của em quay xong nó sạc không vào cơ, cái nào yếu pin. Chó chết. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ xỏ màu hồng nha. Mình xỏ màu hồng nha mọi người. Hôm qua có lại đấy. Chắc là mình chán. Ui công ơi, không nóng à? Dạ. Có nóng không? Ý em ra. Quay quên cái quạt cái. Tự dưng chảy nữa. Mọi người mình chọn màu hồng này. Màu hồng đây nha mọi người. Bây giờ mình sợ màu xanh nha. Mình lấy hai màu đây nha. Đây hai màu của mình nha mọi người. Sáng này lên pin nhanh không nhỉ? Dạ. Sáng cái này nó có lên nhanh lên pin không? Dạ. Máy này này. Giờ nó 2% pin. 2% pin nó không quay được, yếu pin quá. Mọi người ơi, phần màu đỏ của mình đây. Màu đỏ của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt chữ màu vàng trắng nha. Mình xỏ hạt chữ trắng nha mọi người. Thank you.
Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ vòng nha. Mình sẽ tiếp tục với màu cam nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kết vòng nha, mình kết vòng nha. Vòng của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha.